Suzuki 2 máy V nha các bạn. Độ rất là độc luôn. Quánh lộn là có thể lấy xẻng ra sử dụng được. Chào tất cả anh em ha. Thì hôm nay tiếp tục các bạn, mình có mặt tại tiệm xe của anh Dương các bạn. Đây thì giới thiệu cho các bạn dòng xe như là Grand Grand các bạn, Grand Grand 200 này mới về 3 chiếc, 4 chiếc luôn chứ. Đó, 2 chiếc đây và 1 chiếc bên kia các bạn. Đó, và bên đây nữa. Nói chung là không có nào chung màu hết, mỗi con một màu, rất ghê lựa. Đó, anh em thích những dòng xe này thì mình cứ liên hệ nha các bạn. Đây thì 4 màu luôn các bạn ha, 4 chiếc là 4 màu luôn. Thì chiếc đầu tiên này là màu đỏ nè. Đỏ trắng nha. Cái này đời 2018 nha các bạn. Lên gần 200. Xe còn rất là đẹp luôn. Rồi. Giá thì là 51.500 nha các bạn. Thì cửa hàng của ảnh cũng có hỗ trợ cho anh em mình không có tiền mặt nên trả hẳn luôn á, thì cũng có hỗ trợ cho anh em trả góp qua ngân hàng ha. Vay tối đa là 50 triệu. Thủ tục vay bao gồm là chứng minh bằng lái hoặc là chứng minh hộ khẩu nha các bạn. Đó. Thủ tục rất là đơn giản luôn. Đó, chiếc này đời 2018 là 51.500 nha các bạn. Rồi sang bên đây rồi là cũng đời 2018 luôn. Đó, màu trắng, trắng đen. Bên đây thì đỏ, đỏ đen nha. Đó, chiếc bên đây có độ bô nổ rất là đã luôn nha các bạn. Số là 61 nha anh em. Rồi, cũng đồng giá là 51.500 luôn nha các bạn. Lên gần 200. Của hãng GFX ha. Rồi, bên đây GFX lên gần. Các bạn này là đời 2019 nha các bạn. Xe rất đẹp luôn. Biển số là 47. Xe thì mới từ trong ra ngoài luôn nha các bạn. Cái này nó có thêm cái gì vậy ta? À, cái đồng hồ. Có thêm cái đồng hồ gì ha? Đúng rồi, đồng hồ. Xe cổ điển nha các bạn. Như mấy cái đồ trên đây là còn ghi theo sao nha. Ghi hết, chưa có đồ. Chỉ có đồ cái chống đổ thôi. Chỉ có chống cả ghi hết rồi. Có
chống đổ rồi, thang gắn chống đổ rồi thêm thôi, rồi là toàn bộ là đều zin hết. Đúng rồi, có muốn học thêm cái con xe đèn nữa không? Cái đèn nữa nha. Rồi cũng là đồng giá 51.500 luôn ha em. Dạ đúng rồi. Ồ, 3 chiếc là đồng giá đó. Đó, anh em nào thích thì lựa chiếc nào thì tha hồ mình lựa ha. Còn qua đây một chiếc nữa các bạn ơi. Chiếc này cũng đời 2018 luôn. Ở chiếc này thì cái màu nó màu bạc bạc xám xám ha. Thì về phần máy móc thì các bạn có yên tâm ha. Các bạn có nhu cầu thì đến đây mình xem nó kỹ hơn, test máy luôn, ưng thì các bạn cứ mua thôi. Giá chiếc này là 49 triệu nha các bạn, 49 triệu 500 à. Đó. Rồi đâu em nổ máy thử ra cho anh em nghe luôn. Khỏi mất công anh em. Số 10. Đó, máy móc thì ngu các bạn. Không vấn đề gì hết. Rồi. 49.500. Kế bên thì cũng có Kawasaki nè. Fullsan 200 á em. Đúng rồi. Chiếc này đợi nhiêu ha? 26. Để 26 nha các bạn. Cấp nhẹ cho anh em lướt giá cả luôn ha. Máy bấm phát nổ liền các bạn. Cái mô này nó nằm ở trong các bạn, xuống ở trong á, không thấy được. Ở dưới lường nha. Xem biển số đâu nha. Số 59 đâu các bạn ơi. Giá như em biết mà 43.500. 43.500 nha các bạn. Kawasaki Fullsan 200. Đó, rất là nhiều cái dòng xe luôn nha các bạn. Các bạn nào thích những dòng xe nào thì cứ comment mạnh cho mình bên dưới ha. Mình sẽ quay chi tiết trước đó và báo giá cho các bạn luôn. Sẵn đây thì có chiếc G3 mới về thì đây mình sẽ lướt cho các bạn luôn ha. G3 đời 2019 nha các bạn. Chiếc này thì có lên cái tem chùm nha các bạn. Clip trước mình cũng có quay các bạn rồi đó. Hôm nay mình sẽ lướt sơ lại luôn là giá luôn ha. Có lên cái tem chùm. Nếu anh em nào không thích cái tem này thì mình lột ra. Lột ra là cái màu nó màu tự tự màu này nha các bạn. Màu như G5V2 đây. Quay nó tem chùm luôn, rất là đẹp luôn nè. Có lên những cái đồ chơi như là côn dầu nữa các bạn, rất là nhẹ luôn. Xe như mới luôn nha anh em, lớp xe cũng rất là bóng. Vô thì có độ nha các bạn. Tem chùm luôn. Cái
hai cổ vô các bạn, hai máy đó, giá là 99.800.000 nha các bạn. Thì cũng có hỗ trợ cho anh em mình trả góp qua ngân hàng ha. Đó. Các bạn nào có nhu cầu thì mình cứ liên hệ các bạn. Ở cửa hàng của ảnh nãy giờ dòng xe mình giới thiệu như là lên gần 200, còn 4 chiếc và chiếc full sun 200 còn 1 chiếc ha. Đó, các bạn nào có nhu cầu thì mình cứ alo hoặc mình đến địa chỉ. Đăng ký hơn nha các bạn. Rồi, video ở đây cũng còn một chiếc mô tô độc lạ nè, clip trước mình có quay báo giá các bạn đó, các bạn tham khảo nha. Suzuki 2 máy V nha các bạn, cái độ rất là độc luôn. Quánh lộn là có thể lấy xẻng sử dụng được ngay, nhưng mà đợi tháo xong xẻng là hốt xác luôn. Chiếc này kêu bằng chiếc gì hả anh? Intruder 400 nha các bạn. Nó độ rất là độc luôn nha các bạn. Hôm nay đứng cái gì trời. Bao độc luôn. Duy nhất Việt Nam không có phiên bản thứ hai. Mua đi anh đẹp trai xong chỗ ơi. Giá thì hơn 100 triệu anh. 109 triệu đó. Các bạn nào đam mê những dòng xe cổ độc lạ độ này nha, thì các bạn cứ liên hệ cái địa chỉ nha các bạn. 52 Lê Hồng Phong. Hoặc liên hệ alo số điện thoại mình để trong màn hình luôn á. Anh sẽ chỉ đường anh em đến cửa hàng mình xem xe nó kỹ hơn. Đó, rồi thì video mình sẽ làm tới đây ha, hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo nha các bạn. Rồi.